Xin chào quý khán giả của ship.vn. Hôm nay mời các bạn cùng chúng tôi mở họp một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Tissot. Còn đây là các kênh thông tin liên lạc của ship. Các bạn có thể liên lạc với các kênh thông tin này để trao đổi thêm với chúng tôi. Còn đây là một mẫu đồng hồ được mua từ một cửa hàng rất là quen thuộc tại thành phố New York. Cửa hàng này nằm ở quận Brooklyn. Thì kiện hàng này được ship từ New York sang kho của ship là tại California. Kho thì nằm ở thành phố Raton Ru thuộc tiểu bang California. Đó, sử dụng dịch vụ là USPS, viết tắt của từ United States Post Service, còn được gọi là Bưu điện Mỹ. Đây một số check-in 22 số rất là quen thuộc. Trong mỗi video đều có phần giới thiệu này. Đó, để chúng tôi giới thiệu cho các bạn đầy đủ là chúng tôi nhập từ đâu. Đó. Rồi tiếp theo đây là một bốc hàng của một vị khách tại đường Cách Mạng tháng 8 đặt hàng. Thì chiều hôm qua đã hạ cánh xuống kho cuốn xuống Sài Gòn. Thì sáng nay chúng tôi sẽ thực hiện review xong là sẽ đóng gói và bút ráp quả tóc bàn giao cho vị khách ở quận ở đường Cách Mạng tháng 8, quận 10. Sau đây chúng tôi sẽ cắt siêu. Thì mẫu này do giá trị cao nên sẽ được cắt siêu một lần tại Mỹ rồi để kiểm tra xem coi có đúng mẫu hay không. Xem coi cửa hàng họ có giao đúng mẫu hay không, có vấn đề không để có gì return tại Mỹ luôn. Tại bên Mỹ họ cho một cái cơ chế là mình sẽ được return trong vòng 30 ngày nếu mà hàng hóa có vấn đề gì. Đó. Bên trong đây. Đó, lần này là một cái chiếc bóc khá là lạ mắt, một chiếc bóc hình vuông. Đó, thường thường Tissot bình thường nó sẽ có những chiếc bóc hình chữ nhật dài, lần này là một chiếc bóc hình vuông, chắc đây là một phiên bản đặc biệt. Đó, đây là cái thẻ bảo hành này chúng ta sẽ được bảo hành miễn phí 2 năm tại trung tâm bảo hành tại thành phố New York. Đó, còn chúng ta sẽ không được bảo hành miễn phí tại Việt Nam nha. Đó, tại đây là đối với hàng mua nước ngoài thì ở Việt Nam họ sẽ tính phí. Đây là một cái mặt hàng mua từ một cái thị trường Grey Market. Đó, các bạn tìm hiểu về Grey Market. Grey Market là một thị trường kinh doanh không chính thức. Đó. Tuy nhiên nó vẫn hợp pháp, hợp lệ. Sau đây chúng ta sẽ lấy cái bóc này lên. Ở bên trái nó là một cái giấy dầu. Các bạn chờ tí. Chúng tôi đeo bao tay vào, tại trên bàn tay nó rất là dễ bám chất ẩm lên cái chiếc bóc. Xong rồi, đây là chiếc bóc của Tissot, một chiếc bóc khá là lạ mắt, lần đầu tiên cầm trên tay chiếc bóc này. Cũng là logo thì vẫn là không có gì thay đổi, đó. Chỉ bên hông là một cái tem sản phẩm, là viết của từ Leader Christ Silver Deo, tức là cái đài mài bạc. Vậy da, với giá anh biết, ở đây là giá anh biết họ không để luôn. Đây là mặt sản phẩm là T099429360-3800. Đó. Có thể đây là một cái lỗi in ấn gì đó. Cái tem này là do cửa hàng họ dán lên, đó, chứ không phải là do hãng dán lên. Sau đây chúng tôi sẽ bật nắp lên. Đó. Bên trong nó là một chiếc bóc trắng. Còn đây là trên phía trên nó có một cái miếng mút nhựa. Miếng mút màu trắng luôn, đó, để bảo vệ nó chống sốc. Bên dưới nó có một cái miếng giấy mỏng màu trắng nữa. Đó, rất là cầu kỳ. Ở bên trong nó là một chiếc bóc bằng gỗ, cái tông màu gỗ với một cái logo của Tissot thì được sơn màu nâu, nâu đậm hơn so với màu nâu của gỗ. Gỗ thì nó là màu nâu sáng. Đó, rất là nổi bật, rất là đẹp, trông rất là nghệ thuật. Đó, bên dưới đây nó có một cái lớp nắp bật ra nè, để chúng ta lấy cái chiếc hộp bên trong ra. Chúng ta sẽ kéo chiếc hộp ra. Đó. Wow, bên trong là một chiếc Tissot Gemini Destroyless Power Matic 80. Nè, chiếc Tissot chúng tôi review rất là nhiều cái mẫu Gemini Destroyless này. Thì mẫu lần này là nó có thêm cái kim royalty màu đỏ, kim tê. Nó thêm cái tham zone nữa, cái tham zone ở ngoài nè, tham zone dành cho kim royalty này là từ 1 cho đến 24. Đó. Các bạn chờ tí, còn đây là cái quyển sổ hướng dẫn sử dụng thôi. Natural warranty condition đây ở dưới là tiếng Pháp. À, which star mà hướng dẫn sử dụng nữa, chính sách bảo hành và cái các điều kiện được bảo hành đó, và cái hướng dẫn khởi động nhanh. Đó. Thì chúng ta sẽ lấy ra. Bên trong nó có một chiếc gói nè, cái bóc bên trong cái bóc nó thì nó có tông màu đỏ đây, bằng lớp nhung rất là sang trọng. Switch edition. Đây có lẽ là một phiên bản đặc biệt.
Mặt sau nó vẫn là tên thương hiệu của Tissot này, một chiếc bóp bằng gỗ rất là cầu kỳ so với những phiên bản trước đó. Phiên bản nó chỉ là một chiếc bóp bình thường bằng nhựa, chiếc bóp bình thường thấy nhìn cũng sang trọng rồi, lần này họ gắn thêm một chiếc bóp bằng gỗ luôn. Đây là nhân vật chính của chúng ta đó, chiếc Tissot Chemin des Toilettes. Để chúng tôi lấy nó, ở bên ngoài nó có một cái lớp bao ni lông, chúng tôi sẽ lấy nó ra. Để kéo lớp bông ni lông này lên thì các bạn lưu ý nè, các bạn sẽ kéo cái này lên nè, đừng cho nó dính, chúng ta sẽ kéo ra dễ dàng hơn đó, tại vì nó dính lớp ni lông này, nó vẫn còn dính nên kéo nó. Dính là chúng ta kéo ra là mạnh quá là nó rách bọc luôn đó. Đó. Rất là đơn giản. Bên trên nó còn một cái lớp siêu nữa này, lớp siêu ni lông siêu này là siêu dẻo, khi nhựa dẻo nó sẽ bảo vệ cái khung vỏ. Chúng ta sẽ tạm tháo nó ra, lớp siêu này tháo ra không sao hết, tháo ra để chúng ta review cho nó rõ nét nhất. Đó. Quá tuyệt vời, màu của Tissot RMT, Chemin des Toilettes RMT. Nhìn cái mẫu thiết kế lần này thì có vẻ trong nó cảm giác nó là chắc chắn hơn, nó có nhiều cái này, nó thêm cái tham gion nè, nhìn nó hoành tráng hơn đó. Nó có số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21. Đây là cái khung 24 giờ trong một ngày, nhưng mà dành cho một cái quốc gia thứ hai, một cái múi giờ thứ hai. Đó. Ví dụ như chúng ta mà đang làm việc với Nhật Bản thì Nhật Bản thường thường sẽ chạy nhanh hơn chúng ta 2 tiếng. Đó. Thì chúng ta sẽ chỉnh cái kim đỏ này nè, nó về ở dưới góc mà ở đây là đang là 4 giờ, thì chúng ta sẽ chỉnh cái kim đỏ này về góc 6 giờ để cho cái múi giờ Nhật Bản nó chạy nhanh hơn chúng ta. Thì cái chức năng này có tác dụng gì? Thì nó có tác dụng là nó giúp cái kim đi nè, nó có tác dụng là nó sẽ giúp chúng ta không cần phải tính toán. Ví dụ như để chúng ta tính với làm việc với người Nhật Bản mà chúng ta phải nhìn cái kim chúng ta 4 giờ, chúng ta phải cộng thêm 2 giờ thì chúng ta mới ra được là ở Nhật Bản 6 giờ. À, chúng ta mất thêm một cái bước rồi chúng ta phải tính toán cộng dừa nhân chia. Đó, còn cái kim đi nè, nó giúp cho chúng ta không cần phải tính toán luôn. Ví dụ cái kim đỏ này chỉ ở góc 6 giờ nè, chúng ta nhìn vô cái chúng ta biết nó là 6 giờ ở Nhật Bản, không cần phải tính toán cộng trừ nhân chia gì hết. Đó. Hoặc là các bạn cộng với múi giờ ở New York đó, tức là New York thì ở Việt Nam thì thường thường là kim đi trừ 7 thì chúng ta sẽ chỉnh cái kim kim đỏ nè, nó chậm hơn hiện tại là 7 giờ là ok. Trừ 7 là nó chậm hơn so với Anh là 7 tiếng. Đó. Rồi, đó là cái chức năng của cái kim đi, nó giúp cho chúng ta không phải tính toán, cũng là tính năng chúng ta không phải tính toán cho nó mệt mỏi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện chỉnh đây, để phần sau đi. Giờ chúng tôi sẽ giới thiệu sơ qua luôn cái Chemin des Toilettes này nó có nghĩa là gì. Đó, nó là tên của một cái nơi mà cái nhà máy sản xuất đầu tiên của Tissot được xây dựng nên. Đó, cái nhà máy đó vẫn còn tồn tại đến tận ngày hôm nay luôn. Các bạn tới cái khu vực có con đường có tên là Chemin des Toilettes, nằm trong thị trấn Le Lop La. Đó, một thị trấn rất là nổi tiếng về ngành đồng hồ. Thì Tissot họ cũng có một cái bộ sưu tập có tên là Le Lop La, đó có rất là nhiều mẫu. Cái bộ sưu tập đó cũng làm nên tên tuổi của Tissot. Riêng đối với cái bộ sưu tập Chemin là một con đường nằm trong thị trấn Le Lop La. Thì cái bộ Chemin này cũng được người tiêu dùng đánh giá rất là cao về cái độ chế tác, có rất là nhiều kỹ thuật chế tác. Ví dụ các bạn nhìn thấy ở đây là có cái đánh vân gloss nè. Đó. Nhìn những cái vân gloss nguyên lý nó là một cái kỹ thuật chế tác trang trí bằng cơ khí. Đó nó sử dụng những cái máy đánh vân bằng cơ khí, nhưng mà để vận hành những cái máy đó phải đòi hỏi những người thợ phải rất là lành nghề, có rất là nhiều kinh nghiệm và được đào tạo rất là nhiều đó. Tại vì đánh vân một lỗi nhỏ thôi là chúng ta sẽ vứt bỏ cái mặt số này đó. Thì cái kỹ thuật đánh vân trang trí gloss đó, nguyên lý đó, của nó hoạt động là nó có những cái đường lặp lại liên tục đó. Ví dụ như những đường thẳng thì nó sẽ lặp lại những đường thẳng đó, hoặc là những đường xéo thì nó sẽ lặp lại những đường xéo đó. Ở đây là những cái vòng tròn, các bạn thấy này, nó lặp lại từ trong ra ngoài đó, và nó có những cái đường cắt, những cái đường cắt nè, cắt từ tâm ra, nó lặp lại. Thì những cái đường này nó sẽ đang xen với nhau, nó tạo thành những cái ô vuông hoặc là hình những cái kim tự tháp, nhìn nó rất là cầu kỳ và sang trọng. Thì những cái mặt đồng hồ mà có thêm cái kỹ thuật chế tác này thì nó thêm phần bắt mắt hơn so với những cái mặt đồng hồ mà không có kỹ thuật chế tác gì đó. Còn ở phần trung tâm thì nó có cái phần mà sunburst, kỹ thuật chế tác là sunburst, tức là những cái hiệu ứng tia từ trung tâm nó tỏa ra. Các bạn nhìn kỹ các bạn sẽ thấy
khi mà chúng ta chuyển động đó, nó tạo những cái độ lấp lánh rất là đẹp đó. Còn Tissot, đây là thương hiệu của Tissot, tên tên thương hiệu 1853 là năm thành lập đó, được thành lập bởi một cái người thợ kim hoàng có tên là Charles Ferguson Tissot. Đó là tất cả những cái thông tin ở trên mặt số này. Còn một thông tin cuối cùng đó là Swissmade. Swissmade thì để gắn cái dòng chữ này thì chính phủ Thụy Sĩ quy định là ít nhất phải 60% chi phí chế tác của mẫu đồng hồ này phải được hiện tại, phải được chế tác tại Thụy Sĩ thì mới được gắn cái dòng chữ Swissmade này. Đó, ở đây lịch ngày thay vì được đặt ở góc 3 giờ thì lần này được đặt ở góc 6 giờ, nó tạo một chút khác biệt. Chữ Swissmade thì nó sẽ phân bố hai bên, chữ Swiss bên trái, chữ Made bên phải. Thường thường chữ Swissmade này họ sẽ gắn ở dưới góc ngay số 12 nè, lần này thì họ dời lên trên. Đó, nhìn cho nó thú vị. Ở bên hông thì được đánh được mạ một lớp vàng hồng, mạ bằng công nghệ BVD, đây là công nghệ mạ rất là hiện đại. Công nghệ mạ dâm quá. Mạ bằng những cái phản ứng hóa học. Nó rất là bền, nó không có phải là sơn, nó rất là khó bay. Đó. Đây là mạ nè, phần trên bên phần benzen thì được đánh bóng. Nó phản xạ lại ánh sáng rất là mạnh. Đó, các bạn thấy nó đang phản xạ lại một cái ánh sáng ở trên đó, một cái vòng ánh sáng. Nó tăng độ lấp lánh và gây sự chú ý hơn. Còn phần đây là nó mạ theo kiểu pha xước. Đó, nó làm cho cái đồng hồ cho chúng ta cảm giác chắc chắn hơn, lì hơn. Đó, còn nấm chỉnh là dạng bánh răng ở đây cũng vừa phải thôi, không quá to. Đó, các bạn hãy nhìn những cái mắt răng. Những mẫu đồng hồ thể thao thì cái răng nó sẽ to hơn. Đó, những mẫu đồng hồ mà thanh wristwatch thì cái răng của nó sẽ vừa phải thôi. Một số mẫu nó cái bánh răng này nó còn làm rất là nhỏ để nó tăng độ thanh lịch. Đó, còn đây là phần dây da là dây da nâu nâu đen, đường chỉ mai cũng màu đông màu nâu luôn, mặt sau là cũng là màu nâu đen. Ở đây, đây là cái thông số nè, tên thương hiệu Tissot được khắc chìm. Còn thông số dây là 21-18, 21-18 có nghĩa là độ rộng dây, đầu trên là 21, đầu dưới là 18, còn 115 là độ dài của sợi dây. Ở đây là được đục sẵn là 7 lỗ, đó. Còn đây là cái mã sợi dây, tức là mỗi một chiếc đồng hồ nè, mỗi một bộ phận nó sẽ có một cái mã khác nhau, đó. Sợi dây nó cũng có một cái mã của nó, còn trên khung vỏ nó cũng có cái mã của nó. Đây, cái mã của cái này nè, có 9, nó còn gọi là serial number, nó có 9 ký tự, nó được phun mờ ở trên cái mặt này nè. Chúng ta sử dụng qua thời gian khoảng 2-3 năm thì cái serial number nó sẽ bị mờ dần. Tại cái này chỉ là một cái phun mờ thôi. Này là dành cho nhà bán lẻ. Trước khi bán cho khách hàng, người ta sẽ lưu lại cái serial number này để quản lý. Để sau này có bảo hành gì phải kiểm tra đúng cái serial number này thì nhà bán lẻ mới bảo hành cho khách hàng được. Tại vì mỗi một chiếc đồng hồ, có 10 chiếc đồng hồ như thế này giống nhau, nó sẽ có 10 cái serial number khác nhau. Đó. Đây là mặt sau luôn, mặt sau ở trên là tên thương hiệu Tissot 1853 là được khắc chìm. Đó, khắc rất là rõ nét. Đây, còn bên trái là stainless steel Sapphire Resto. Stainless steel là làm bằng chất liệu là thép không gỉ, khung vỏ này nè, thép 316L, có đặc tính là chống ăn mòn rất cao. Còn Sapphire Resto thì nó có đặc tính là nó chống chảy xước rất tốt. Đó, với lại nó có độ trong suốt rất là cao, giúp chúng ta nhìn rất là rõ mặt số. Còn kính khoáng thì chúng ta nó độ trong suốt của nó không cao bằng, chúng ta nhìn mặt số nó sẽ không rõ nét bằng cái kính sapphire. Tuy nhiên kính sapphire nó rất là cứng, nó rất là dễ vỡ, chúng ta va đập mạnh này nó sẽ bị vỡ nên chúng ta sử dụng cẩn thận. Đó, còn ở đây là cái mã sản phẩm thôi, T099429 này, T099429. Đó, ở đây là khả năng chống nước là 53 thì theo tiêu chuẩn ISO 2281 trong ngành đồng hồ thì 53 này chúng ta có thể dùng cho những hoạt động hàng ngày, đi bơi và đi lặn luôn, tuy nhiên lặn ở vùng nước nông thôi, không được lặn sâu. Đó, chúng ta có thể dùng cho như đi câu cá giải trí, đó, những cái hoạt động mà tiếp xúc với nước, thỉnh thoảng tiếp xúc thôi. Đó, còn mà để chèo thuyền hoặc lướt sóng giải trí thì yêu cầu khả năng chống nước lên tới 13 lần. Cái này chúng ta chỉ 53 thì chúng ta chỉ đi câu cá giải trí được thôi. Đó, còn ở trên đây là một cái khóa này là khóa bướm. Nó có hỗ trợ nút bấm nè, những cái một số loại khóa nó không có hỗ trợ nút bấm thì nó sẽ giá trị, nó sẽ giá thành của nó với đồng hồ nó sẽ rẻ hơn. Có nút bấm thì nó chế tác nó phức tạp hơn thì giá thành nó sẽ mắc hơn. Đó, đây nó có một cái thanh nè, có thể lắc lên lắc xuống nè, nhiều vị khách không biết gắn như thế nào. Đó, gắn lên sợi hơi sợi dây. Đó, cái này thì chúng ta sẽ lòn qua đây nè, lòn lòn vô cái góc xéo này nè, nó có mỗi góc xéo 45 độ, chúng ta sẽ lòn nhẹ vào.
Đó. Chúng ta vừa lần từ từ thôi nha, chúng ta mà lần mạnh quá nó sẽ để một cái đường, một cái vết hằn ở trên dọc cái này nè. Đó. Chúng ta nhích từ từ vào, sau đó nó tới cái lỗ nào mà nó vừa phù hợp với cổ tay chúng ta thử vô cái lỗ nào, chúng ta đeo cảm thấy nó vừa thì chúng ta giữ luôn, còn không vừa chúng ta sẽ nhấc nó lên, di chuyển qua lỗ kế tiếp. Đó. Chúng ta nhích nhẹ nhẹ thôi, nhích chúng ta kéo một mạnh quá là nó sẽ để một cái vết hằn dọc trên đây luôn nè, không đẹp. Đó. Là sẽ bấm lại. Có nhiều vị khách là sử dụng mà không cẩn thận á, bụi nó bám vô những khe này nè. Khi đó bóp vô nó không có, nó cứng nhắc à, rất là cứng. Chúng ta phải vệ sinh lại. Lưu ý là chúng ta phải vệ sinh thường xuyên. Đó, đó là tất cả những cái thông số về mẫu đồng hồ này mà eShip muốn chia sẻ với các bạn. Đó, đây là mẫu đồng hồ trông rất là đẹp. Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh cái kim GMT. Đó. Ví dụ nha. Thì đồng hồ của chúng ta giờ nó chưa có chạy, bây giờ chúng ta sẽ lên cost cho nó. Thường thường mà đồng hồ mà đứng hẳn thì chúng ta phải lên cost cho nó khoảng 20 vòng, là nó có được khoảng 20 tiếng, để cho nó dự trữ một phần khoảng 20 tiếng trước khi đặt lên cổ tay. Nếu mà chúng ta không lên cost mà đặt lên cổ tay á, thì nhiều trường hợp mà chúng ta vận động ít á, thì nó sẽ đứng đứng thì chúng ta mất công chỉnh là thời gian thôi. Đó, chúng ta phải lên cost tầm khoảng 20 vòng, tầm 20, chắc là 12 20 vòng rồi. Đó, bắt đầu cây kim nó đã bắt đầu chuyển động. Thì để chúng ta xem coi cái kim đi là chúng ta chỉnh như thế nào nha. Đây là lần đầu tiên cầm trên tay chiếc này, cũng không biết chỉnh như thế nào luôn, để chúng ta sẽ mò thử. Đây là kéo qua nó cuối cùng nè. Đó, chúng ta thấy chỉnh thời gian thì cái kim kim đi nó sẽ chạy theo nè. Đây là ví dụ chúng tôi sẽ chỉnh đến 6 giờ thì cái kim đi này nó sẽ đang chạy nhanh hơn cái hiện tại là 4 tiếng đồng hồ. Đó, chắc là chỉnh cái kim đi này ở bậc thứ hai. Đó, chúng ta kéo qua nó thứ hai. Đó. À, bình thường á chúng ta chỉnh á, cái kim đi này sẽ nhảy, nhưng mà cái đồng hồ này á, lần này chúng ta chỉnh á, thì cái kim giờ nó sẽ nhảy. Đó, không phải cái kim đi nhảy, cái kim đi vẫn cố định. Thì chúng ta sẽ chỉnh cái kim này nè, nó nhảy. Bây giờ nó nhảy tới đây thì cái kim đi nó đã nhanh hơn cái kim giờ 2 tiếng. Đó, chúng ta đóng lại. Đó, bắt đầu chúng ta mới chỉnh thời gian. Đó, chỉnh thời gian lại. Chúng ta sẽ đợi kim dây nó tên gốc 12 giờ, chúng ta kéo ra nha, là cái kim dây nó đứng lại, được gọi là tính năng hacking stop, giúp cho chúng ta chỉnh chính xác đến mức dây luôn. Thì chúng tôi có eShip có làm một cái video hướng dẫn chỉnh riêng rồi, các bạn gõ hướng dẫn chỉnh đồng hồ cơ khí thêm từ khóa eShip là các bạn thấy cái video đó. Đó, kéo ra kim dây nó đứng lại nè. Đó, bây giờ chúng ta chỉnh nó là cái kim nó chạy theo nè. Bây giờ chúng ta chỉnh tới gốc 10 giờ đi. 10 giờ. À, cái kim này nó vẫn cái tim hiện tại nó chạy nhanh hơn 1 tiếng à. Để chúng ta chỉnh sang múi giờ Nhật Bản thì chúng ta sẽ chỉnh lại, làm lại. À, nó qua ngày mới nè, 1 giờ. Ngày nó vừa nhảy đó, chúng ta sẽ chỉnh cho nó tới 9 giờ. Đó, bây giờ hiện tại nó đã là cái kim ti nó nhanh hơn 2 tiếng. Lúc nãy cái góc nó nhìn không không rõ ràng lắm. Đó. Thôi bây giờ chúng ta không cần chỉnh kim dây luôn, chúng ta chỉnh kim giờ đi. Dặn nó tới 10 giờ 10. À, cái kim này nó đang dỉ tới 23 giờ mà cái kim giờ của chúng ta chỉ mới có 10 giờ sáng à, thì chúng ta phải chỉnh lại nữa, chỉnh cho nó chạy tiếp. Đó. 23 giờ thì chúng ta sẽ chỉnh cho nó tới 21 giờ là 9 giờ. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chỉnh cho nó tới 20 22 giờ. Đây là 22 giờ đêm. Còn cái kim kim tinh của chúng ta nó sẽ chỉ là 24 giờ, tức là cái kim ti nó chạy nhanh hơn cái kim này là 2 tiếng, tức là ví dụ như ở Việt Nam mà 20 22 giờ, tức là 10 giờ tối, thì ở ở Nhật Bản nó là 0 giờ sáng rồi, nó chạy nhanh hơn chúng ta, nó đã vừa về điểm qua ngày mới. Đó. Đó là cái cách chỉnh cái kim ti của cái đồng hồ này. Đó, các bạn lưu ý để xem lại cách chỉnh cái đồng hồ này nó hơi khác lạ, khác bình thường một chút. Đó. Chúng ta xem lại cái nhân vật chính của chúng ta lần cuối.
lần đầu tiên cầm trên tay mà lần đầu tiên mò cách chỉnh nên chỉnh nó hơi chưa có suôn lắm, suôn sẻ lắm, các bạn thông cảm nhé. Đó, đây là cái khóa khóa bướm này. Đó, các bạn cùng nhìn lại nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Ở ở phần mô tả của sản phẩm này nó sẽ có một cái đường dẫn, chúng ta bấm vào đường dẫn nó thì nó sẽ hiển thị là thông số của các mẫu đồng của mẫu đồng hồ này, bao gồm đường kính và độ dày. Thì mẫu này có đường kính là 42 mm, phù hợp với những bạn mà có chu vi cổ tay là tầm 18 cm trở lên. Đó, chúng ta để đeo đồng hồ này thì chúng ta phải đo chu vi cổ tay của chúng ta 18 cm là đẹp nhất. Đó, 18 đến 19 hoặc 20 cũng được. Đó, nhưng 18 là ok nhất. Độ dày là 12.5, 12.5 là cũng tương đối. Độ dày trung bình là 10, ở đây 12 là cũng tương đối dày. Còn để dày hơn nữa là chúng ta phải lên tới 13, 14. Đó, những mẫu đồng hồ nhưng mà độ dày lên tới 13, 14 mm thì nó rất là dày. Rồi, ở phần mô tả nó có cái phần đường dẫn, các bạn có thể bấm vào đó để nó có một cái đường dẫn để xem lại thông số của các sản phẩm này. Thì trong cái bài viết đó, nó có thêm một cái đường dẫn và giới thiệu về lịch sử tiết xô. Trong mỗi cái sản phẩm trên website của ship đó, nó đều có một cái đường dẫn lịch sử của thương hiệu đó nằm ở phần mô tả đó, có thể các bạn có thể bấm vào đó để xem coi lịch sử của thương hiệu đó có gì hay. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.